Lần đầu tiên trong lịch sử FIT, một lễ trao giải độc lập quy mô toàn quốc để vinh danh 10 dự án tiêu biểu, 5 đơn vị xuất sắc, 28 cá nhân xuất sắc cấp FIT, 10 cá nhân xuất sắc cấp FPT và tam hậu. Một lễ trao giải lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Nga nổi tiếng Alui Parus, Cánh buồm đỏ thắm của văn hào Alexander Green. Alui Parus là biểu tượng của tình yêu, ước mơ, niềm tin mãnh liệt, sự dấn thân và tuổi trẻ, khơi gợi lại cảm hứng và sứ mệnh của FIT. 14:30 thứ năm ngày 19 tháng 1 2017, nhà hát Star Galaxy Hà Nội. Alui Parus 2016.